Hello anh em, xin chào tất cả mọi người. Mình là Gà Con TV đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một vị tướng rất sồn sắc đam, rất ghê anh em à. Đó là vị tướng Hayate Tiểu Lý Phi Tiêu anh em à. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ farm thôi. Người hỗ trợ của tôi hôm nay sẽ là Alice anh em à. Trong vị tướng có khả năng khống chế cũng rất ghê anh em. Đối đầu của tôi hôm nay là vị tướng Do và vị tướng Toro anh em. Cặp đôi cũng song xé, thằng kia hất tung lên, thằng kia bắn nát người mình anh em. Combo của nó như vậy đó. Hất tung và hả, nó đứng sau nó xả sát thương cho mình thôi. Cái này cũng bài bản rồi đúng không anh em. Còn tôi thì hả, cũng combo anti Alice, nếu anti được thì tôi sẽ nhảy vô, tôi anti cái chiêu của tôi được bảo phi tiêu anh em. Là coi như là hoàn hảo bộ combo luôn anh em. Rồi. Khu vực đường trên của tôi là Violet đối đầu với Bane. Thôi chết rồi anh em à, tôi thấy Bane chắc là xử đẹp Violet là Violet. Tôi cảm giác là không ổn với thằng Bane này rồi anh em à. Bây giờ cái bộ chiêu thức của nó quá kỹ rồi Violet đi anh em. Tôi thấy Murat của team bạn đang ganh Violet team tôi. Bây giờ là tôi đánh nhau một đường đồng anh em, Toro lao tới. Tôi né được và trả người sát thương lại, rỉa thôi. Anti vào người của Jom nhưng không được anh em à. Lấy được một lượng máu cũng không có đáng kể cho là mấy. Laurie muốn chơi anh em, một mình anh ta tính cân 4 rồi. Nhưng làm sao được đây. Chiến công đầu cho đầu chọc anh em à. Nhà sư thiên tử là chiến công đầu rồi anh em. Tiếp tục công tác khám phá anh em à. Lụm nhẹ cho một cái con chim này. Lụm tiếp rồi. Đó, chim nhẹ đi chết mát cho mình được đó anh em. Rồi. Tôi sẽ tham khóa đây. Tôi thấy Toro. Toro anh tiêu vào người thôi anh em ơi. Nhưng không được rồi, hụt rồi. Bắn liên tục phi tiêu vào người. Tiểu Lý phi tiêu liên tục vào người của Toro. Nhưng cũng chẳng thấm đi vào đầu anh ta. Quá trâu anh em à. Giáp ảo rồi bóng. Ngộ không đã bắt ba nè. Tôi tới đây. Toro hất tung được ngộ không. Ba nè đang lao vào tôi nhưng không trúng rồi anh em à. Chém vào Lanrit. Không được, tôi dùng bảo phi tiêu hạ sát được ba nè anh em. Tiếp tục đây sẽ là do anh em. Đây bắt đầu anh em ơi. Ngộ hứng. Né được anh em à. Trời ơi. Kết liễu Toro anh em ơi. Chip một kill cho Hayate. Khả năng dừng lại vẫn chưa anh em à. Bây giờ tiếp tục sẽ tôi sẽ hạ sát luôn các con Laurel này anh em à. Có được không đây? Laurel đã phải nằm xuống anh em ơi. Bá đạo dành cho Hayate. Phê quá anh em ơi. Cái phà là đúng thiệt chứ. Khoảnh khắc mà tôi giết được cái con Toro với con Giòn đã gì đâu anh em. Quá phê anh em à. Tiếp tục Tiếp tục anh em. Rồi. Tiếp tục anh em, tôi được tạo ra pha highlight tiếp tục anh em. Thằng Toro này nó mày bị sáng, mày đập đất qua mày. Chắc nó đang muốn hù dọa mày đó anh em à. Ít cha đang truy sát ngộ không. Nhưng hút cũng không được rồi. Laurel cũng đang ăn ở hụt này. Team tôi cũng đang tập trung ở đây anh em à. Em tôi cũng muốn chơi luôn rồi anh em ơi. Laurel đang hình như đang bị ai cha, team bạn nó vòng vô cướp em ơi. Không được rồi anh em. Tiếp tục anh em, giết rồi anh em ơi. Dùng quả cầu băng xương bên đây, quả cầu băng xương nhưng chắc không sẽ thấy được rồi anh em à. Tiếc quá anh em ơi. Và nó giá như mà tôi có thể liều lĩnh hơn một chút nữa, tôi lao thẳng vào trên đánh của nó luôn. Có lẽ tôi sẽ bảo mạng nó nhưng sẽ giết được ba anh em và đem lại lợi thế cho team mình đó anh em. Nhát quá anh em. Khu vực đường giữa ngộ không đang Laurel đang né chiêu rất ghê anh em à. Hạ sát được ngộ không rồi anh em ơi, không nên ta có cưng hai được không đây. Laurel đang nhảy rất ghê anh em à. Đối cảnh thần khuyết nhưng đã bị chủ bắn rồi anh em à. Cô ta phải nói Laurel này đúng là một Laurel có khả năng kỹ năng rất cao đó anh em. Anh ta chỉ còn một chấm máu thôi mà anh ta đứng trong chỗ anh ta vùng vẫy né siêu đủ thứ anh em à. Được. Ở đây tôi tiếp tục highlight rồi anh em à. Tiếp tục coi anh em ơi. Thông chi siết hai thằng anh em ơi. Highlight tiếp tục anh em. Rồi biến về. Không được anh em, đẩy chỗ luôn anh em ơi. Không biến nữa. Ta đẩy thẳng vào trụ thì đến luôn anh em. Rồi ngáo, mới đây cái trụ người ta là đẩy nhà chính rồi. Rồi,
quái để kiếm vàng để cho nó mạnh anh em. Thì nó ganh đâu coi, ganh cái gì mà ganh, ông đánh như vậy mà ganh được ông một mình chứ. Trời ơi, lâu khi ông lại muốn chơi mình nữa anh em ơi, giết lâu đen anh em. Thôi chết rồi, tôi tham mạng quá anh em. Tôi rút lui vô chỗ để cho đồng đội cho ăn con lâu đen được rồi em, tôi còn muốn liếm nhẹ nữa để nó bay vô người, nó giết tôi nè. Thôi không sao, chúng ta tiếp tục đánh game này. Hụt đường giữa đang tập trung rất nhiều anh em à. Có giao tranh xảy ra là anh em Murat đang lao vào người của đầu chọc chạy về lực không nhông rút thật anh em mà lâu đen bay, đen đang bắn liên tục vào người Toro. Murat đã tấn công được người tôi anh em mà rút lui được rồi anh em. Phía trên lâu đen đang tính nãy dùng được cánh thần kiếm nhảy người tôi, con đường sáng được mở ra nhưng không trúng mà anh em à. Murat đang lao vào anh em ơi, xả phi tiêu vào người thôi, không biết ai giết nó không đây. Bộ không nó phải nằm xuống rồi anh em ơi. Toro đang rống lên anh em. Làm gì vậy Toro? Kiếm tôi đang lùa. Trời ơi, Loreo mở đại phán xét rồi anh em. Loreo đã được nhảy nhưng mà không được rồi anh em à. Toro. Hạ sát Toro rồi anh em ơi. Tiếp tục chơi như bảo CD sẽ tạo ra không? Không thì không có tầm đánh rồi anh em à. Thủ đường thành công anh em ơi. Cái con Hayate này anh em đánh là anh em nhớ lên tốc đánh nhiều nha. Tại vì cái tốc đánh nhiều là mình phóng được nhiều phi tiêu ra cùng một lúc đó thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều anh em ạ. À. Đó. Chúng cứ ưu tiên cái con này cứ ưu tiên tốc độ đánh anh em. Càng nhiều càng tốt anh em. Tốc độ nó phóng tiêu ra nhiều lắm anh em. Anh em thấy mấy đam nó nhỏ nhỏ chứ nó bắn được nhiều đa phi tiêu là cũng khấm nhiều lắm luôn. Tính số nhân lên quá trời luôn. À, lâu đeo thấy chúng ta rồi. Loreo mở ra con đường ánh sáng. Murat lao vào dùng ảo anh chảo mình chém liên tục. Loreo và Toro đang là bộ đôi tạo ra rất nhiều khó khăn cho chúng ta nè. Thằng gió đang ở đường dưới anh em. Chúng ta tiến hành lẻ rồi anh em ơi. Tôi đã biết được ý đồ của nó rồi nhưng mà bây giờ team tôi nó cứ đi lung tung như thế này giờ tôi biết làm sao bây giờ. Phải theo team này hỗ trợ thôi chứ còn chết thì còn xong nữa. Tôi chết rồi. Đường dưới anh em ơi, về đi anh em, nó đẩy sập nhà bây giờ. Trời ơi, khổ thiệt chứ. Thôi, tôi phải về thôi anh em. Nếu không thì không còn kích bán game, mà kích nhanh chóng anh em. Ơi, mê đánh nhau gì đâu mà bỏ hết nhà luôn nè. Về thủ thôi. Bỏ phi tiêu bắn liên tục lên người quái. Ghê yeah. Này. Chết cho Bane rồi. Ôi chết rồi, tôi thấy Bane chắc lụm được VLRF rồi. Chắc lụm luôn cái con Alice rồi em ơi. Làm sao chạy thoát khỏi nổi với Bane được. Thiệt tình luôn chứ. Giờ bán game này chơi sao đây anh em. Giờ anh em chỉ thôi, khác tôi không biết phải làm sao luôn rồi đó. Đó, thằng Bane nó canh rồi. Trời ơi. Toro nó càng tốt quá anh em à. Trời ơi, ba anh em sát sốc chết thương tôi kìa anh em. Nó cho tôi một cái bất ngờ anh em à. Thôi. Thành ra trận đấu là anh em không thắng về anh em ơi. Dù trận đấu có ra sao chúng ta cũng không về được đầu hàng anh em à. Tấn công đang lao vào anh em à. Tôi dùng bão phi tiêu bắn liên tục lên người Toro. Và lao đeo lao tới tôi lui về bắn liên tục ở Sydney. Bão phi tiêu bắn liên tục tiểu lý phi tiêu chê hạ gục được lao đeo anh em à. Tinh công tiếp tục tiến hồ, tôi cũng tiếp tục bắn tiếp tục lên con người tinh công, hạ sát được con tinh công rồi anh em ơi. Tiếp tục con tinh công nhỏ này. Murat nó muốn chơi nữa rồi anh em ơi, nó đang chém anh em liên tục vào trụ tôi anh em à. Không trúng được tôi rồi, tôi có một cái chiều rút lui về rất nhanh anh em. Như một cái tốc biến anh em à. Ba nè thì khó chịu quá anh em ơi. Nó muốn chặn đường tôi anh em, tôi đâu có dễ dàng nữa. Tôi có mắt mà. Đâu có dễ gì mà đạp dính bẫy của nó được anh em. Thằng Murat anh đè người đầu trọng anh em à. Nó lấy được cái trụ dưới rồi. Khổ tôi rồi anh em ơi. Bây giờ phải làm sao đây. Trời ơi. Tôi và mấy Violet giống như là miếng mồi ngon. Anh Violet thì anh không làm được gì hết anh em à. S2 bet 2k7 à. Trời ơi.
hèn chi cái bán game này nó nát như tương là phải rồi. 2K7 đó anh em à. Trời ơi. Trời ơi, đâu đi nó muốn kìa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Toro sẽ không có biết hạ sẽ đâu không? Thằng Dom nó đang bắn liên tục anh em ơi, chụp thằng Dom lại đi anh em. Trời ơi. Nó mạnh quá rồi anh em ơi, tôi không biết phải cản cái pha này làm sao đây. Tôi chỉ còn biết trông chờ mà thôi, chết tôi rồi. Thằng ba anh em nó canh được tôi rồi anh em ơi. Thôi bán game tới đây là kết thúc rồi anh em ơi. Nếu anh em xem video thấy hay thì cho xin mình xin một like một lượt. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.